Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ và đảng ủy viên cùng cấp năm 2023. Đồng chí Lữ Văn Hùng, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng trực thuộc tỉnh ủy. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt triển khai đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết chỉ thị quyết định kết luận của cấp trên, tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện toàn diện các mặt công tác quân sự quốc phòng địa phương và xây dựng đảng bộ, nổi bật là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Cán bộ đảng viên an tâm tư tưởng hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Công tác tổ chức xây dựng đảng, hậu cần kỹ thuật được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, đảm bảo tốt đời sống cho bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nêu những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đề ra biện pháp khắc phục, tiếp tục nêu cao tính tiền phong gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên. Hội nghị cũng tiến hành kiểm điểm từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và đảng ủy viên cùng cấp năm 2023. Để làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh cần phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu trên giao. Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phối hợp với các cơ quan chức năng, các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, tuần tra kiểm soát địa bàn, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng đảng bộ quân sự tỉnh vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.